nay ngày 31 tháng 5, Bộ Y tế cho biết, trong vòng 12 giờ qua, cả nước có thêm 61 ca mắc COVID-19 từ ca bệnh 7.108 đến 7.168, được ghi nhận trong nước tại Bắc Giang 43 ca, Hà Nội 15 ca, Lạng Sơn 3 ca. Về tiêm chủng vaccine COVID-19, ngày 30 tháng 5, Bắc Giang đã triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho 3.791 người là công nhân tại các khu công nghiệp. Như vậy, sau 4 ngày triển khai, Bắc Giang đã tiêm chủng cho 5.566 công nhân trên địa bàn. Sáng ngày 31 tháng 5, bác sĩ Đỗ Thị Tân, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, vừa ghi nhận một ca nghi mắc COVID-19 trú tại hẻm 245 Nguyễn Trãi, khu Mã Lạng, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1. Trường hợp mới phát hiện là nữ, sinh năm 1962. Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, ca nghi nhiễm này là F1, mẹ ruột của một ca COVID-19 ở quận Tân Phú, F0, mà ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã công bố. Hiện hẻm 245 Nguyễn Trãi thuộc khu Mã Lạng đã được cơ quan chức năng phong tỏa, bệnh nhân đã được chuyển đi cách ly. Sáng ngày 31 tháng 5, Sở Y tế Hà Nội đã thông báo về 27 trường hợp mới dương tính với virus SARS-CoV-2, đều là F1 đã được cách ly tập trung tại trường quân sự Sơn Tây. Theo thông báo, các ca dương tính bao gồm huyện Mê Linh 4, huyện Thanh Oai 3, huyện Sóc Sơn 5, huyện Thường Tín 7, huyện Phúc Thọ 2, quận Thanh Xuân 2, quận Long Biên 1, quận Cầu Giấy 1 và huyện Đông Anh 2. Với việc ghi nhận thêm các ca ở khu cách ly tập trung, Hà Nội đã có 209 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 kể từ ngày 29 tháng 4 đến nay. Tại khu cách ly tập trung trường quân sự Sơn Tây, từ ngày 23 tháng 5 đến nay ghi nhận 50 trường hợp, riêng ngày 30 tháng 5 là 35 trường hợp. Trước tình hình này, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội đã có báo cáo gửi Sở Y tế Hà Nội, đồng thời đề xuất thực hiện giảm mật độ trong khu cách ly, giảm mật độ người một phòng để hạn chế lây lan, tiếp tục thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch tại khu cách ly. Sáng ngày 31 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bình Dương thông báo về các ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố Thuận An, Thủ Dầu Một. Trong đó có 3 người được xác định dương tính virus SARS-CoV-2 là mẹ, chị gái và em trai của 2 nữ sinh mắc COVID-19 đã được cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh là bệnh nhân 7.067, bệnh nhân 7.068. Trước đó đã từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Dương thăm gia đình. Sáng nay, ngành y tế tỉnh Bình Dương cũng ra thông báo khẩn và khoanh vùng các địa điểm liên quan đến các ca mắc COVID-19, gồm chợ Bình Chuẩn lúc 5 giờ từ ngày 15 tháng 5 năm 2021 đến ngày 27 tháng 5 năm 2021, công ty cấp thoát nước Thuận An từ 6 giờ đến 13 giờ từ ngày 15 tháng 5 năm 2021 đến ngày 27 tháng 5 năm 2021, văn phòng khu phố Bình Quế B từ 8 giờ đến 10 giờ ngày 23 tháng 5 năm 2021, nhà hàng DA Humor, siêu thị Aon Bình Dương, sáng ngày 24 tháng 5, tối ngày 25 tháng 5, ngày 26 tháng 5, sáng ngày 27 tháng 5. Công ty trách nhiệm hữu hạn CG Vina chi nhánh Bình Dương, địa chỉ số 12 đường số 17, khu dân cư Hiệp Thành 3, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một. Ngày 31 tháng 5, ông Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An cho biết, kết quả xét nghiệm đã xác định hai vợ chồng quê ở xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, Long An, nghi mắc SARS-CoV-2. Theo đó, hai vợ chồng dương tính SARS-CoV-2, cụ thể người chồng 38 tuổi, người vợ 33 tuổi, sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, quê tại xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Vợ chồng này có con trai 4 tuổi học trường mầm non Kid Town, đường Dương Thị Giang, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Điểm trường này có bệnh nhân 6.909, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An làm giáo viên, đã dương tính với SARS-CoV-2. Trong sáng ngày 31 tháng 5, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, tỉnh Long An đã kích hoạt 19 chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó tập trung các cửa ngõ giáp thành phố Hồ Chí Minh như quốc lộ 1, quốc lộ 50, quốc lộ N2. Sáng ngày 31 tháng 5, ông Nguyễn Văn Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ia Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan chức năng đã truy vết, phun khử khuẩn, phong tỏa tất cả những khu vực mà nữ giáo viên mắc COVID-19 từng đến. Trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, bệnh nhân 25 tuổi, ngụ thôn 7, xã Cư Mốt, huyện Ia Hờ Leo, làm giáo viên tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Nguyễn Văn Hà, qua truy vết,
Nữ giáo viên đã về địa phương vào ngày 26 tháng 5, đã đi nhiều nơi, tiếp xúc hàng chục người trước khi được đưa đi cách ly và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng xác định có 58 trường hợp F1 và 240 trường hợp F2 và đã được ngành y tế đưa đi cách ly tập trung trong đêm. Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiếp tục truy vết những trường hợp F2. Ủy ban Nhân dân huyện đã có báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xin chủ trương phong tỏa thị trấn Erang và xã Erqui theo chỉ thị 15 từ 12 giờ ngày 31 tháng 5 để phòng chống dịch, ông Nguyễn Văn Hà thông tin. Sáng ngày 31 tháng 5, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã trao giấy xuất viện cho bệnh nhân 3067, bệnh nhân duy nhất mắc COVID-19 ở Quảng Ngãi trong năm nay. Bệnh nhân 3067 trú xóm Vĩnh Long, thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, được Bộ Y tế công bố mắc COVID-19 vào ngày 6 tháng 5, có yếu tố dịch tễ liên quan đến ổ dịch tại Đà Nẵng. Bệnh nhân được đưa đi cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, cơ sở 2. Sau 8 lần xét nghiệm, bệnh nhân có 3 lần có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, liên tiếp các ngày 25 tháng 5, 27 tháng 5 và 30 tháng 5, do đó bệnh nhân đủ điều kiện để xuất viện. Hôm qua, gần 10 địa điểm ở miền Bắc và miền Trung đã ghi nhận được nhiệt độ vượt trên 39 độ C. Riêng Hòa Bình, Sơn La và Thanh Hóa đạt sắp xỉ hoặc vượt 40 độ C. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, trong 3 ngày tới mới là cao điểm nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung. Tại Hà Nội, hôm nay ngày 31 tháng 5, sẽ có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38 đến 40 độ C. Chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 40-60%, thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11 đến 18 giờ. Tại Nam Bộ và Tây Nguyên, từ nay đến ngày 1 tháng 6, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Từ ngày 2 tháng 6, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng gián đoạn. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Hơn 9 giờ ngày 31 tháng 5, Công an quận 3 đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ BC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng điều tra vụ cháy nhà trên đường Nguyễn Thiện Thuật. Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ cùng ngày, người dân sinh sống ở khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật, phường 2, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện khói lửa bùng cháy dữ dội ở căn nhà số 16A. Do căn nhà bị khóa bằng cửa cuốn nên việc tiếp cận chữa cháy hết sức khó khăn, lực lượng đã sử dụng máy cắt để phá cửa, đồng thời triển khai hai thang chuyên dụng để cứu 4 người, gồm 3 người lớn và 1 trẻ em ra ngoài. Trong số 4 nạn nhân được cứu ra khỏi căn nhà để đưa đi bệnh viện cấp cứu thì có 2 người đã tử vong, 2 người còn lại đang được điều trị tại bệnh viện.